cùng Mèo đi đám cưới của diễn viên Phương Lan và Phan Đạt nha. Hôm nay là Mèo đã sốt cả ngày buổi sáng luôn, nhưng vì rất là thương Phương Lan cũng sắp xếp để mà cố gắng đi trong cái sức khỏe hơi bị yếu này. Tiệc đãi ngoài trời vào lúc 4 giờ chiều nên tầm đúng 4 giờ Mèo đã có mặt ở đây rồi nè. Được cái là đi đâu Mèo cũng gặp anh Trịnh Tú Trung á, nên một cái người tim hướng nội như Mèo đỡ bơ vơ lẻ loi trơ trọi giữa dòng đời. Hai anh em lúc nào cũng ới nhau, ê tới gọi anh nha, ê rồi ngồi chung nha. Mọi người sẽ thường nghĩ là nghệ sĩ hay giới showbiz họ sẽ rất là hoạt bát, rất là náo nhiệt, nhưng mà đôi khi cũng sẽ có những người như Mèo, như anh Trung, như bé Nhi Katy mà đi cùng Mèo á sẽ rất là hướng nội, rất là ngại đám đông. Thì đây là quang cảnh của toàn bữa tiệc, rất là dễ thương và ấm cúng luôn á. Trong lúc đợi bắt đầu vào tiệc thì anh Trung đang manh nha cho Mèo biết là Mèo sắp được mời đi đám thôi noi con của ảnh. Bây giờ thì vô tiệc thôi và bắt đầu sẽ là bài hát Lâu Đài Tình Ái của anh Đàm Vĩnh Hưng, và anh Hưng cũng là người nắm tay cô dâu để mà dẫn vào lễ đường và trao cho chú rể. Trong mắt tôi bây giờ không còn phải là một bà Phương Lan nhí nhố hài hước bình thường nữa, mà là một cô dâu rất là xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu và cũng mít ướt lắm nha. Đám cưới quy tụ cũng khá là nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nghề đến chia vui cũng như góp giọng, góp sức với là Phương Lan. Nhiều nghệ sĩ lên hát và chung vui lắm mà mình không có quay được hết. Nhưng mà cái phần của cô dâu hát mà gái người on the mic này là không thể không quay rồi đó. Bả dễ thương xỉu luôn á. Làm việc và đồng hành cùng vợ chồng Phương Lan một thời gian thì mình cũng cảm nhận được cái tình yêu sâu đậm mà hai bạn dành cho nhau. Và mình cũng muốn chúc phúc cho hai bạn sẽ trăm năm hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ như ngày hôm nay. Cũng như tất cả các đám tiệc khác thì mèo luôn có nốt là mèo ăn chay để mà được cô dâu chú rể và nhà hàng chuẩn bị những phần ăn chay riêng của mình, và mình vẫn ngồi hòa đồng cùng mọi người, ai ăn mặn thì ăn, tôi ăn chay thì tôi ăn. Nên thật ra việc ăn chay trường nó cũng không khó khăn như là mọi người nghĩ đâu. Vẫn là gương mặt quen thuộc người luôn đồng hành với mèo trong các sự kiện đó là make up hair artist Huy Dương. Ổng bị tôi cằn nhằn hoài à, nhưng lúc nào tôi cũng lựa chọn ổng á, tại vì ổng cho tôi cằn nhằn. Cảm ơn mọi người đã đi với mèo nha, bye. Hôm nay mèo có hẹn với qua đi, nhưng mà thỉnh thoảng có một buổi cuối tuần như vậy cùng vài người bạn thân thiết cũng làm cho mình tái tạo năng lượng rất là nhiều và để tiếp tục chiến đấu thôi. Cảm ơn mọi người, bye. Ngày là ngày 1 tháng 9 và cũng là ngày sinh nhật của mẹ mèo, ngày 15 tháng 10. Cha mèo vẫn còn đang nằm ở bệnh viện nên thật ra đây có lẽ là ngày sinh nhật mà mẹ mèo sẽ buồn nhất trong suốt mấy mươi năm qua. Sau khi cúng kiến và đọc kinh ở nhà thì mèo đến công ty, sau đó vào bệnh viện và cùng mẹ cũng như em gái đi chùa để cầu an cho cha. Hôm nay mèo lén đưa em gái mèo lên và tạo bất ngờ cho mẹ. Mèo thì nói mèo bận, em gái mèo thì lo đi học nên không lên, nhưng mà cuối cùng thì cả hai chị em đã xuất hiện cùng với mẹ đi chùa. Sau đó thì phải dùng rất nhiều thủ đoạn để dụ mẹ mèo lên quán súp Hyper Food and Beer, vì dù gì cha cũng bệnh và cũng nằm đó thì cũng mình cũng không làm được gì khác, thì thôi con muốn mẹ có một cái buổi sinh nhật ở bên những thành viên còn lại trong gia đình. Quán vừa có món mặn và vừa có món chay luôn, đặc biệt mèo đến đây còn được làm những món chay riêng cho mình nữa. Các bạn nhân viên ở đây thì tạo cái moment sinh nhật bất ngờ và rất là hào hứng náo nhiệt, làm cho mẹ anh mèo phần nào cũng rất là vui và cũng đỡ buồn hơn. Ăn xong thì mẹ quay trở lại bệnh viện, hai mẹ con thăm cha rồi về nhà thì mẹ khui quà của đứa em gái. Lúc đầu khui vui vẻ háo hức vậy đó, chứ một hồi là chuẩn bị rơi nước mắt nè, tại vì em gái mèo tặng quà xong rồi tặng một phần quà khác của em trai mèo để giống như là thay em trai mèo tặng cho mẹ vậy đó. Thì mẹ đọc tới đâu là mẹ khóc tới đó, nói chứ em trai mèo cũng mới mất chỉ có 2 tháng thôi, nỗi đau nó vẫn còn dây dứt ở trong lòng rất là nhiều, và còn phải lo cho cha mèo bệnh nặng nữa. Phải nói bây giờ ngoài cha ra thì mẹ là người mà mèo cũng rất là lo lắng luôn. Sinh nhật tuổi mới mẹ sẽ luôn vui vẻ và an yên. Sắp tới cũng gần đến sinh nhật của mèo nữa, mèo hay vào thăm cha và nói cha phải khỏe nha, sinh nhật mẹ cha không tham dự được nhưng phải khỏe để sinh nhật con nha. Mong cha khỏe, mẹ vui và gia đình mình sớm đoàn tụ. Hôm nay là sinh nhật của mèo, 27 tháng 10. Nhưng những cái gì trong video này là mèo đã được các bạn trong FC Gia tộc Mèo tổ chức vào ngày 23 tháng 10. Đây cũng là năm thứ 3 mà mèo được đón sinh nhật cùng với gia tộc mèo. Năm nào các bạn cũng hồi hộp lại để muốn làm bất ngờ cho mèo, làm những video, làm những quà tặng handmade, những lá thư tay và tìm cách để mà cho mèo bất ngờ nhất. Nhưng mà năm nay các bạn đã bị mèo lật tẩy hết rồi. Thật sự năm nay mèo không có một cái cảm giác gì mong đợi cũng như là muốn được đón sinh nhật hết, khi mà em trai mèo còn 2 ngày nữa thôi là 100 ngày và cha mèo thì vẫn còn đang nằm điều trị ở trong bệnh viện. Thật sự sinh nhật cũng không còn gì là vui vẻ khi mà gia đình không còn đầy đủ và đoàn tụ với nhau. Nhưng may mắn là mèo vẫn có những cái bạn trong FC, những bạn trong gia tộc mèo, những người đã luôn luôn đồng hành cùng mèo trong suốt khoảng thời gian qua, luôn yêu thương và dành nhiều tình cảm cho mình. Bây giờ nếu có một điều ước thì mèo xin là mèo có thể gom hết tất cả điều ước trong những năm sinh nhật mà mèo còn có thể tại thế để đổi lại một điều ước, đó là
màn hình chị Hồng Nhi hơi tối nha. Quay thêm chậm nữa. Lấy má anh đem thôi à. Anh sợ hình ảnh của bản thân á. Với bà để hình tôi trên hình điện thoại trong tất cả các ấn phẩm luôn á. Tôi không biết sau này bạn trai tôi có áp lực với mấy bà không á. Rồi mỗi lần gặp tôi là sẽ xin tôi ký tặng sách mà làm cho tôi áy náy luôn, là tại vì mèo vẫn còn một lời hứa với tất cả các bạn đó là sẽ ra quyển sách riêng của mình. Nhưng năm nay có quá nhiều biến cố, có quá nhiều vấn đề xảy đến làm cho cái dự định đó của mèo phải ngưng lại. Các bạn thì luôn là hy vọng em luôn được xin chữ ký bằng trên quyển sách của chị. Mèo cũng mong điều đó nữa và hy vọng nó sẽ sớm thành hiện thực. Hôm nay sinh nhật mèo, mèo vẫn sẽ vào bệnh viện để thăm cha, ăn một cái gì đó với mẹ và nói chuyện với mẹ, vậy là đủ rồi. Xong rồi cuối tuần này ba mẹ con sẽ về nhà để mà làm 100 ngày của bé Long. Cảm ơn gia tộc mèo cũng như các bạn nhân viên của shop nhiều nha. Bye. Ăn chay trường có khó không? Thì mèo ăn chay cũng đã gần được 1 năm rồi và mèo cũng phát nguyện mình sẽ ăn chay trường luôn. Nhiều bạn hỏi mèo là một người bận rộn và đi gặp gỡ đối tác cũng như là nhiều mối quan hệ thì ăn việc ăn chay có ảnh hưởng tới cái việc đi giao tiếp của mèo hay không? Thì câu trả lời của mèo là không nha. Một là mèo có thể ăn trước đó và đến đấy mình có thể uống nước với mọi người. Hai là mình sẽ có thể tìm những cái quán ăn nhà hàng có cả món chay và món mặn, và mèo đã quen với cái việc mèo ngồi ăn chay giữa tất cả mọi người ăn mặn trong gia đình hay là trong các buổi họp mặt tiệc tùng, ngay cả việc đi đám cưới thì hay là đám tiệc mèo cũng có nốt là mèo sẽ là ăn chay, và cô dâu chú rể cũng có những cái bàn ăn hay là set ăn chay nữa. Còn về các món ăn thì mèo không biết ngán luôn, tại vì thật sự món mặn có gì là món chay có đó, như cơm thái nè, nấm xào với trứng muối nè ha, nhưng đây là làm vị giống trứng muối thôi chứ không phải trứng muối, mì ý sốt nấm cà chua nè, sushi nè, mà cái cá đó là bằng nấm nướng á, đây là nấm nấu xả giống như nghêu hấp xả vậy đó. Thật ra ẩm thực chay bây giờ rất là phong phú luôn. Mèo hay nói đùa với mọi người là chỉ sợ không có tiền để ăn chay thôi, chứ không sợ là không có đồ ăn chay ngon. Và một điều nữa là mèo ăn chay rất là thoải mái, vì mèo ăn chay vì sức khỏe, vì cuộc sống, chứ không phải là vì chỉ là tôn giáo thôi. Bạn nào cũng thích ăn chay thì đợi mèo ở những video mà mèo chia sẻ rất 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 nhiều quán ăn chay ngon của Sài Gòn nha.